Sáng ngày 10 tháng 4, thông tin từ Công an huyện Tiên Du, Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Gia Đông, 24 tuổi, quê tại huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang, và Hoàng Tiến Luận, 26 tuổi, quê tại huyện Quang Bình, Hà Giang, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Theo tài liệu điều tra, Đông và Luận có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, quen nhau trong trại giam khi chấp hành án tại tỉnh Tuyên Quang. Khi ra tù, cả hai không có việc làm, lại cùng nghiện game, đã rủ nhau tiếp tục đi trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài chơi game. Khoảng 0 giờ ngày 1 tháng 4, Đông rủ Luận đột nhập vào chùa Phúc Nguyện ở thôn Xuân Hội, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du để trộm cắp tài sản. Sau khi đột nhập vào trong, cả hai dùng xà cầy đục cậy phá két sắt và lấy đi 30 triệu đồng tiền công đức. Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Tiên Du đã vào cuộc truy xét, bắt giữ Đông và Luận khi cả hai đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Quang Bình, Hà Giang. Khám xét chỗ ở của hai bị can, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan và 6 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan điều tra, hai bị can thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời khai nhận cùng thủ đoạn kể trên. Từ tháng 6 năm 2020 đến nay, cả hai đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp tài sản ở các đình chùa, nơi thờ tự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.